Mẹ bé Hạo Nam đau đớn, mong ngày mai thi thể con được về tới nhà. 21 giờ tối mùng 4 tháng 1, sau khi nhận thông tin báo của chính quyền xác định bé Hạo Nam đã mất, mẹ bé chị Nguyễn Thị Mỹ Linh đã xúc động nghẹn ngào. Đứa con trai của chị đã rời xa gia đình và phép màu đã không xảy ra. Chính quyền địa phương, hội phụ nữ và các đoàn thể, người thân đã đến an ủi động viên chị Linh vượt qua nỗi đau. Chị Linh cho biết lúc hay tin rất đau lòng và mong muốn con mình sớm được đưa về nhà. 18 giờ 27 phút tối mùng 4 tháng 1, ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Đồng Tháp xác nhận với báo chí bé Hạo Nam rơi xuống móng cọc sâu 35 mét đã tử vong. Ông Bửu giải thích. Qua các biện pháp và trao đổi với các đơn vị chuyên môn, trao đổi với gia đình, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp cho biết xác định bé Hạo Nam đã tử vong. Việc hội chẩn xác định bé mất có sự phối hợp giữa các cơ quan pháp y, y tế, chính quyền địa phương kết hợp với những đánh giá hiện trạng tại vị trí em bé bị nạn rơi vào ống cọc với thời gian kéo dài, rơi vào độ sâu nhưng không cứu nạn được trong 4 ngày, với độ sâu không được thông khí, chấn thương và với những đánh giá bằng các biện pháp quan sát hiện trường kết hợp với những yếu tố chuyên môn khác để tiên lượng bé sống ở giai đoạn đầu. Nhưng đến hiện nay thì các cơ quan chuyên môn đã có những thủ tục xác định bé Nam tử vong và đang tìm cách đưa em bé lên mặt đất để thực hiện an táng theo truyền thống. Về việc sớm đưa thi thể con về nhà, ông Bửu cũng cho biết phương án cứu hộ với bé bị tử vong phải được thực hiện sớm nhất. Việc thi công để đủ điều kiện đưa cọc móng lên để tiếp cận với thi thể bé Hạo Nam vẫn được thực hiện gấp rút. Việc cứu hộ sẽ được tham khảo với các chuyên gia và đơn vị tốt nhất để sớm đưa bé Hạo Nam lên mặt đất. Việc thực hiện phương án này rất nặng nề khó khăn, nhưng với các đơn vị thi công thì cũng sẽ dốc hết sức mình với sự trợ giúp của các chuyên gia cùng các thiết bị chuyên dụng để làm thế nào sớm kết thúc cứu hộ, ông Bửu thông tin.